Chào các bạn, do dịch bệnh kéo dài nên mình làm video này chia sẻ đến các bạn cách bảo quản hành lá để ăn dần trong mùa dịch. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế cắt bỏ phần rễ, sau đó mình sẽ rửa sạch rồi để ráo nước. Tiếp đến, mình sẽ cắt phần lá trước, phần củ sau. Các bạn cắt khúc hoặc nhuyễn, tùy ý nha. Sau khi đã cắt hành xong, mình sẽ cho vào hộp để vào ngăn đông ăn dần. Yeah.
Và đây là thành quả của mình. Nếu thấy hay và hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, nhấn chia sẻ video này nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công. Bye bye!